Hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức. Mình là Hưng. Hôm nay mình xin giới thiệu anh chị một xe đang bày bán trên showroom mình. Mẫu xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium, sản xuất năm 2018. Đây là phiên bản gần cao cấp nhất. Nó còn bản cao hơn nữa là 1.0 Turbo. Cái này là 1.5 Titanium, số tự động. Xe có màu cam ha, và biển kiểm soát là biển Kiên Giang, xe này sản xuất năm 2018 và mẫu này là mẫu giữa, còn là mẫu giữa các bạn ha, mẫu mới nhất thì hai phần này sẽ gộp lại thành một, còn này là mẫu giữa nha. Mình đi một vòng các bạn xem ha. Thì xe này có màu cam và nước sơn là được khoảng là 95%. Còn 95 đi, khá là đều ha. Em mình quay những cái nói rất là đẹp nha các bạn nha. 95% là sơn chim của nó ha. Xe rất là đẹp. Một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, dáng thể thao ha. Và giá cũng rất là phải chăng luôn, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Một mẫu xe rất là nổi tiếng của dòng Ford, rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây mình sẽ đi phía trước là đèn xe ha. Thì mẫu xe này vẫn là đèn phiên bản Titanium thì 1.5 thì vẫn là mẫu đèn chiếc xe vẫn là đèn halogen nha. Thì 1.0 turbo sẽ là thì sẽ được trang bị thêm đèn đèn bi. Còn con 1.5 Titanium thì vẫn là đèn halogen. Đèn gầm nè. Ga lăng nha. Ga lăng bản giữa của nó nè, hướng gió ha, làm tản nhiệt. Rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Rồi. Bên này thì xe được trang bị làm cái la răng ha, mặt kim nhôm khối nè, có kích thước là 16 inch ha, và 16 inch, và cái bánh thì rất là dày là 60, bố rất là dày ha, mới luôn. Rồi, xe thì được trang bị gương, này là gương gập tay nha, nhưng mà chính là bằng chính bằng điện, rồi nó có tích hợp đèn báo rẽ đây. Và cái khung cửa sổ thì cũng đã được ốp inox ha, ốp inox nên rất là sáng sủa ha, và có vèn che mưa luôn, chủ cũ đã dán lên vèn che mưa luôn rồi. Và đây là tay nắm thông minh cũng được ốp chén cửa nè, và ốp rom luôn, đồ trang trí nè, tay nắm thông minh ha, tay nắm thông minh đi chung với lại chìa khóa thông minh nè. Rồi cửa sau bánh sơn cua. Mình mở các bạn xem đây. Cái này mở ngang các bạn ha, mở ngang, cửa sau là mở ngang nha, cửa sau là mở ngang. Cấp sau cũng khá là rộng ha, nhìn nhận nhưng cũng khá là rộng rãi đây. Đây mình nhìn lên thì có thể thấy là cái có cái cửa trời ha. Rồi ở đây dưới này là chỗ để đồ nghề nha các bạn nha, đồ nghề con đội bánh sơ cua ha, đồ nghề con đội bánh sơ cua thì sẽ đặt ở đây. Và cái chiếc xe này đã được chủ xe là chống ồn rồi nha, lót chống ồn, phụ chống ồn 3 cách âm 3m nè ha, cách âm 3m rất là kỹ luôn, chủ xe rất là kỹ nha. Phải công nhận là cái mẫu xe của cái mẫu xe của Ford được cái dàn vỏ nó rất là chắc nha các bạn nha, rất là chắc nha, đóng cửa vô ra rất là nghĩ là mạnh. Rồi, phía sau đi, hàng ghế sau ha, rất là mới luôn nha, sau rất là mới luôn, căng nha, rất là căng luôn nha các bạn nha, bao rất là căng luôn. Chúng ta cùng tham quan phía bên trong ha, bên trong ghế lái ha. Đây, cái cửa xe thì nếu bạn chú ý nè, nó sẽ có cái gờ nha, cái khức nha. Thì những xe nào mà nó đóng mở nhiều á thì nó sẽ mất cái khức này đi á, thì sẽ mở một cái là nó mở ra luôn, mà hồi nó tự động đóng lại. Đây nó có khức này hết nha mày ha. Đây nó khức rồi ha. Đấy. Rồi đây á là cái bệ bước. Bệ bước nha. Chủ xe đã lên bệ bước cho EcoSport nè. Và có luôn inox nè, ngay chỗ bệ bước nè để chống chày nha. Rất là kỹ luôn. Cái này là chỉnh gương nha các bạn nha, chỉnh gương bên trái hoặc bên phải nè. Rồi mình cùng vào bên trong.
thì sẽ chuẩn bị ghế da nha. Ghế da này là zin theo xe luôn. À, đây cũng là bộ vô lăng theo xe luôn nha. Rất là mới luôn. Rồi để mình vào trong nổ máy bạn xin. Là chìa khóa thông minh ha, chìa khóa thông minh của xe nha. Để nổ startup này, chìa khóa của nó đây. Đó, này. Giờ mình sẽ để nổ các bạn xem ha. Mình sẽ nổ máy các bạn xem nha. Đây. Odo hiện tại của chiếc xe của chúng ta sẽ là 31.000 km ha, và đây là Odo chuẩn nha các bạn nha. Mình xin cho các bạn là Odo chuẩn luôn. Đây là cần gạt nước nè, xi nhan đèn nè, còn chỉnh đèn sẽ là ở đây. Đây sẽ là chỗ chỉnh đèn nè, tắt mở đèn ha. Và đây có một cái phiếu, cái phiếu nhắc bảo dưỡng nè, nhắc bảo dưỡng 33.000 ở Ford An Giang nè nha. Thì xe này mới Odo được có 3 vạn thôi, 31.000 km thôi. Và nguyên zin hết nha các bạn nha, nguyên zin hết. Màn hình LCD nè, cái biểu xe là màn LCD này thì dùng để cảm biến thôi, báo cảm biến thôi, hoặc là mấy những cái chức năng cơ bản như radio. Còn đây sẽ là CD nè, CD player của nó nè. Được thiết kế rất là ngầu các bạn ha. Đây điều hòa tự động ha, điều hòa tự động nè, có chữ auto ấy. Rồi cần số nè, sẽ quay cần số à. Cần số có sừng sụi gia cốc nha, cần số sừng sụi gia cốc nè. Đây, con này này thì nó phanh tay ha. Ở đây thì có chỗ cắm USB và sạc pin nè. Ghế sau thì ngồi khá là rộng rãi nha, khá là rộng rãi luôn. Còn đây là cửa sổ trời ha, cửa sổ trời thì vẫn hoạt động bình thường nha, vẫn hoạt động bình thường nha các bạn nha, không vấn đề gì. Xe đời 2018 mà. Mẫu xe này thì được trang bị hình như là được bốn túi khí các bạn nha, 6 túi khí luôn. Thì ở đây sẽ một túi nè, airbag nè, bên đây một airbag nữa nè, và ngay đây là đó, chỗ này cũng có, và ghế lái và ghế phụ cũng có nữa. Thì xe này được trang bị là 6 túi khí. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau ra ngoài tham quan ha. Mình quên nói nữa, cái màn hình LCD nè, các bạn không thích thì mình có thể thay một cái màn hình ra ngoài gắn phụ kiện đồ chơi á, họ sẽ một cái màn hình to gắn vào, sẽ giống như là mẫu mới nhất, sẽ giống như mẫu Ford EcoSport Titanium mẫu mới nhất luôn, là một cái màn hình dựng đứng, thì sẽ gắn cái màn hình Android đó ngay đây ha. Thì chi phí thì cũng không muốn đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình cùng sẽ ra ngoài nha các bạn nha, ra ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ quay phần động cơ hộp số và cabo các bạn xem ha. Xe thì bên mình cam kết là xe không tuyến đụng, không bị cặp trước ha, bao kiểm tra chất hãng nha. Đấy, mình sẽ quay góc cabo ha, còn nguyên zin cho các bạn xem nha. Và những cái lỗ dập này của nhà máy là còn nguyên hết, đều đặn, không có bị dấu móp méo nha. Và xe có trang bị là Mỹ lót. Cái lót này hình như là chủ lót hay sao là chống nóng nè, chống nóng ha, và cách âm nha, rất là tốt nè, chủ xe rất là kỹ luôn. Động cơ thì bên mình đã được dọn, bên mình vệ sinh sạch sẽ rồi, rất là mới luôn, như xe mới luôn các bạn nha. Và mình sẽ quay cận sát các bạn xem nha. Thì bên mình là cam kết là xe không cứng đụng, không gặp nước, bao kiểm tra hãng nha. Các bạn không yên tâm có thể kiểm tra hãng bất cứ hãng ở Ford, ở bất cứ tỉnh nào. Và bên mình xe bán ra xe bảo hành động cơ hộp số cho quý anh chị là sẽ là 6 tháng hoặc là 10.000 km. 6 tháng hoặc 10.000 km nha, mọi người cứ yên tâm. Rồi, xe đang bán tại siêu thị ô tô Thủ Đức, giá bán là 510 triệu và còn bất lọc nha, chỉ phải là giá cuối cùng. Ngân hàng hỗ trợ vay trả góp 70%. Bán ra bảo hành động cơ và hộp số là 6 tháng hoặc 10.000 km. Bao test hãng toàn quốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video khác.